Vâng, Trung tâm Điện Máy Ngọc Mai xin được chào toàn thể các bác. Rất vui lại gặp lại các bác trong một cái buổi video này. Hôm nay thì em sẽ review, giới thiệu chi tiết và sẽ xả kho thanh lý cho các bác nhà mình rất là nhiều các dòng sản phẩm điện máy và dụng cụ đồ nghề. Đặc biệt thì hôm nay thì bên em có rất là nhiều các mẫu sản phẩm máy đất tông nhá. Em sẽ xả kho thanh lý giảm giá đặc biệt cho các bác nhà mình. Các bác mà đang có nhu cầu quan tâm cần đến mẫu sản phẩm nào thì các bác hãy liên hệ trực tiếp tới Trung tâm Điện Máy Ngọc Mai qua hai đầu số điện thoại là 0378487818 hoặc 0989458200 thôi nhá. Thì đây là một cái mẫu sản phẩm đầu tiên mà em sẽ chi tiết tới các bác. Bộ lõi lọc nước này, đây là cái bộ lõi lọc nước đa năng nhá. Các bác có thể là sử dụng được cho rất nhiều các mẫu máy lọc trên thị trường. Đây là mẫu quả số 1 này, đây là quả số 2 này và đây là quả số 3. Đấy, 3 quả lõi lọc nước như này bên em chị ân cho các bác chỉ với mức giá là 100.000 thôi nhá. Đấy, 100.000 sẽ có 3 quả lọc nước 1, 2, 3 và được miễn phí ship luôn. Còn đây là quả số 4 này, quả số 4 sẽ là 200.000 quả dầu ô nhá. Nếu như mà bác nào mà đi chung một đơn hàng là 4 quả luôn thì em tính giá là 280 thôi. Đấy là được bao ship. Còn đây là kéo cắt đa năng này, các bác gọi cho em là kéo cắt đa năng cán đỏ nhá. Cái này các bác vừa có thể là cắt vải này, cắt dây điện rồi cắt cây cảnh cũng được luôn. Đấy, giá là 80.000 nhá. Cái mẫu mã rất là đẹp luôn các bác này, 80.000 chưa có bao ship. Đấy, sắc ngọt vô cùng luôn và cái độ bền rất là cao. Nếu như mà các bác mà có những đơn hàng được bao ship rồi các bác lên lựa chọn thêm một cái cây kéo này nữa đi chung đơn, giá chỉ có 80.000 thôi nhá. Còn đây là thân máy mài Hitachi. Thân máy mài pin Hitachi thì là thân máy 1 tấc nhá, chạy động cơ không thổi than và chân pin phổ thông như này. Hôm nay em thanh lý các bác là giá là 450 một thân máy nhá. Còn ổ cắm đúc là bên em vẫn còn nha các bác nhá. Ổ 3 lỗ cắm hoặc là 5 lỗ cắm giá chỉ có 4-5.000 thôi. Vít cắm là 20.000 chưa bao ship. Các bác có thể là ghép chung đơn nhá. Đấy, còn đây là khò ga mili này các bác này. Khò ga 1 mỏ giá chỉ có 120 bao ship thôi. Còn khò 2 mỏ là 150 bao ship. Đấy, riêng khò 1 mỏ này là các bác sẽ có theo thuốc hàn và que hàn luôn nhá. Khò 2 mỏ thì nó không có. Đấy, về các bác sử dụng lắp vào bình ga mili, bình ga cá nhân như này này là các bác có thể là hàn đồng được nhá. Có lông chó lông vịt rất là tốt, dùng trong gia đình cực kỳ là tuyệt vời cái sản phẩm này. Mỏ hàn sung này các bác này, mỏ hàn sung của bên em thì sẽ là mỏ hàn 100W và dây đồng nha, hàng dây đồng cho các bác. Đấy, giá chỉ có 170.000 thôi, xài được bền rất là cao. Đấy, giá 170.000 miễn ship cho các bác luôn nhá. Còn bác nào mà hay chơi cây cảnh này, các bác sở hữu cái kéo cắt bonsai này, cái này các bác gọi cho em là kéo bonsai hoa anh đào nhá. Giá 200.000 miễn phí ship cho các bác. Đấy, còn đây là máy sấy tóc này, máy sấy tóc 5.000W nha. Đấy, cái mẫu sấy tóc này nó cực kỳ là đẹp và chắc chắn luôn. Em thanh lý cho các bác giá chỉ có 200.000 một cái thôi, số lượng còn rất là ít nhá. Bác là chốt máy sấy tóc thì nhanh tay cho em này, 200.000 nha, 200.000 miễn phí ship hoàn toàn cho các bác. Đấy, nhận hàng thì các bác được kiểm tra hàng trước khi thanh toán nhá. Tiếp theo thì là bên em còn một ít tăng đơ này các bác này, đây là tăng đơ nhá. Tăng đơ hớt tóc bằng pin của Di Trang này, giá chỉ có 200.000 bộ thôi. 200.000 một bộ nha, sẽ có đầy đủ như này này. Đấy, các bác sẽ có một máy này, một luộc này. Đấy, và 4 cái cữ nhá, một dây sạc này các bác kết nối với cái củ sạc điện thoại là các bác có thể là sử dụng cắt tóc nha. Giá là 200.000 một bộ nha, các bác vừa cắt tóc cho người lớn và trẻ nhỏ được luôn. Đấy, sử dụng rất là ok này. Tiếp theo thì hôm nay bên em sẽ chiên các bác, đây là cái sạc 10 xeo nhá. Đấy, sạc của Detto nha các bác. Đấy, đây là sạc của Detto, hàng chính hãng luôn. Cái sạc này các bác xài những cái quả pin trên pin phổ thông ấy, giá là 250 một sạc nhá. Đấy, hàng Detto thì các bác xài chất lượng rất tuyệt vời. Giá nó hơi cao một chút xíu nhưng mà so với cái chất lượng của nó thì cái mức giá tiền cũng không phải là cao. Đấy, giá chỉ có 250 thôi. Còn đây là một quả pin của Detto. Cái này pin 10 xe thôi nhá. Pin 10 xe, pin dòng sạc cao luôn ấy. Đấy, cái này các bác là chân pin phổ thông. Giá là 700.000 một quả nhá, 700.000 một quả. Đấy, các bác để chốt này, pin 10 xe của Detto là 700.000 này. Sạc, đấy, sạc chân pin phổ thông này, sử dụng cho pin 10 xe hoặc 15 xe rồi đấy. Là các bác vẫn có thể lắp được nha. Chân pin phổ thông, sạc là 250, pin là 700. Đấy, còn nếu như mà các bác muốn giá hợp lý hơn thì các bác xài sang pin của Hukan. Đấy, em còn mấy cái quả pin của Hukan, đây là pin 10 xe nhá. Riêng pin 10 xe của Hukan là sẽ có đèn báo pin luôn. Đấy, pin dòng xả cao, giá là 350 một quả nhá. Đấy, giá 350 một quả. Còn đây là pin 15 xe của Hukan này các bác này. Pin 15 xe của Hukan thì giá sẽ là 500.000 một quả nhá. Đấy, các bác có thể lựa chọn nhá. Các bác có thể xem kỹ cái video này và lựa chọn cho mình đúng cái mẫu sản phẩm mà mình đang cần. Đấy, tùy theo cái túi tiền của các bác. Đây là cạo râu bằng pin này. Cạo râu bằng pin thì giá của nó sẽ là 160.000 nhá. Cái mẫu mã nó như này này các bác này. Đấy, cái cạo râu bằng pin này thì các bác xài ok lắm. Cái này thì các bác thay thế cho dao tem nhá. Đấy, mình cạo bằng dao tem thì nó rất là nguy hiểm. Các bác dùng sang cái cạo râu bằng pin này độ bền của nó rất là cao và sẽ an toàn tuyệt đối 100% cho các bác luôn. Đấy, có máy này, sạc này và một lưỡi cạo sơ cua cho các bác. Đấy, trong máy là đã có lưỡi cạo rồi, tuy nhiên là các bác sẽ được tặng kèm thêm một lưỡi sơ cua để mai các bác thay thế nhá. Và riêng về cái cạo râu này là em nhấn mạnh các bác này, khi mà các bác sử dụng nhá, các bác tháo lắp đậy được ra. Đấy, cạo râu các bác chỉ cần dí thẳng trực tiếp thôi, các bác cứ dí thẳng trực tiếp vào là râu nó sẽ tự đứt. Đấy, khi mà sử dụng các bác bật công tắc này lên. Đấy, bật công tắc này lên là máy nó hoạt động này. Đấy, còn công tắc bên này nhá là sẽ có một cái phần lưỡi cạo để tỉa tóc mai. Đó, và có một chiếc gương soi ở đây nữa. Các bác vừa cạo râu, tỉa tóc mai và soi gương được luôn. Đấy, các bác nhớ lưu ý là râu không được để quá dài, các bác phải cạo thường xuyên và cạo các bác dí thẳng trực tiếp chứ đừng có cào như là cạo bằng dao lam nhá. Đấy, cái này các bác dùng đúng cách của nó thì xài sẽ rất là ok và độ bền cực kỳ là cao luôn. Giá chỉ có 160.000 thôi. Sử dụng sẽ an toàn tuyệt đối 100% cho các bác, không có bị đau rát chảy máu như là các bác sử dụng bằng dao lam đâu nhá. Đấy, tiếp theo là em sẽ chi tiết tới các bác cái mẫu này. Đây là cái mẫu vít thẳng của Detto này các bác này. Mẫu vít thẳng của Detto nhá. Giá là bao nhiêu đó? 550.000. Đấy, các bác có nguyên bộ như này này. Đấy, nguyên bộ sản phẩm như này, có theo rất là nhiều các đầu vít nhá. Đầu hoa khế này, đầu hai cạnh, bốn cạnh này, sạc này. Đấy, một cái lối dài này nữa. Giá là 550.000 nhá, 550.000 nguyên bộ như này. Đấy. Đấy, các bác bấm vào đây thôi là máy nó hoạt động. Đó, 550.000 một bộ nhá. Các bác gọi cho em là bộ vít thẳng của Detto nhá. Bộ vít thẳng của Detto giá là 550.000, sử dụng bằng pin có sẵn đi theo cho các bác nhá. Tiếp theo một cái sản phẩm này mà em sẽ chi tiết với các bác này. Đây là một bộ dao kéo nhá, dao kéo Nhật. Với cái sản phẩm này thì em nghĩ rằng là mỗi gia đình mình đều nên phải có một bộ sản phẩm này để trong bếp. Đấy, trước tiên này, cái bộ này nó sẽ có 6 món nhá. Trước tiên là các bác có một cái kệ để dao như này nhá. Đấy, và sẽ có tổng thể là 6 món sản phẩm, nhưng mà em giá thanh lý cho các bác giá chỉ có gọi là 250.000 bộ thôi. Đấy, đây, các bác sẽ có 10 bộ sản phẩm này. Bộ dao kéo Nhật cao cấp, sử dụng rất là sắc ngọt nhá, chất liệu là thép trắng. Đấy, đây một cái kệ để dao này, các bác sẽ có ba con dao, một con dao chặt này, một con dao thái nữa này. Đấy, sản phẩm rất là tuyệt vời luôn. Một dao chặt này, một dao thái này, một dao gọt hoa quả này. Đấy, một đũa này, một kéo. Đấy, có gì đấy chọn. Sẽ có 6 món sản phẩm nha. Như trên màn hình em tôi đã sẵn đây. Giá là 250.000. Đây là một cái sản phẩm tri ân em tương tác cho các bác. Đấy, dao này các bác nhìn này. Đấy, toàn bộ đều là Japan hết luôn nhá. Đấy, đây. Đấy, các bác nhìn thấy chưa? Rất là tuyệt vời này. Đây, dao chất liệu của nó sẽ là thép trắng nhá. Đấy, chất liệu là thép trắng cao cấp nha. Các bác sử dụng cực kỳ là sắc ngọt, độ bền rất là cao. Đấy, còn hai tay vào đi. Đây, nó sẽ có nguyên bộ sản phẩm này, một dao chặt này, một dao thái này, một dao gọt hoa quả này. Đấy, 3 chiếc dao nhá, một rũa, một kéo này nữa. Đấy, em nhấn mạnh là cái kéo này nhỏ nhá, các bác chỉ cắt đồ ăn chín thôi. Đấy, và một kệ này. Đấy, cầm con dao nó rất là nhẹ nhá, nhưng mà sử dụng rất là thích tay. Đấy, nhẹ sắc ngọt cực kỳ luôn. Đấy, chất liệu thép trắng này, hàng cao cấp các bác nhá. Giá chỉ có 250.000 thôi. Cái bộ dao này thì em còn số lượng rất là ít ạ. Để nhấn mạnh các bác là riêng bộ dao này còn có độ 5 hay 6 bộ nữa thôi. Bác làm một chút thì là phải nhanh tay để mua hàng nhá. 250.000 bộ dao kéo Nhật. Đấy, 6 món như này. Giá nói chung là em vừa bán vừa tặng cho các bác luôn. Đấy, tiếp theo thì là em sẽ chi tiết tới các bác về máy khoan của Detto này. Khoan điện của Detto thì là em sẽ có khoan đầu 10 hoặc đầu 13 nhé. Đây là khoan đầu 10 này các bác này. Đấy, khoan đầu 13 ly này. Hàng thương hiệu chính hãng của Detto như này. Đấy, giá là 490.000 nha. Cái mã này thì có model là DKID550. Công suất của nó là 550W. Nếu như mà bác nào mà bắn máy tôn ấy, hoặc là các bạn bắn vít nhiều thì các bác sở hữu cái mẫu này. Giá là 490.000 nhá. Còn những bác nào mà làm gia đình ấy, các bác làm gia đình không làm nhiều hay là không các bác cầm cái con máy to thì các bác sử dụng cho đầu 13 ly nhá. Đây, em sẽ chi tiết cho các bác máy đầu 13 ly luôn. Đây là máy 13 ly này. Cái khoan Detto thì nó sẽ có đầu 10 ly hoặc đầu 13 ly. Cái này hàng chính hãng nhà, nên là các bác sử dụng thì cực kỳ là yên tâm và chất lượng. Và giá cả thì cũng là một cái mức giá tốt nhất thị trường để em gửi tới các bác. Đấy, đây là cái mẫu khoan 13 ly của Detto nhá. Đây. Khoan 13 ly thì là các bác sẽ có thêm một cái tay cầm nhá. Đầu 13 ly nó sẽ là đầu sắt như này này. Đầu sắt có khóa mở luôn cho các bác này. và kèm theo là sẽ có tay cầm máy nhé. Đấy, các bác sẽ có tay cầm máy như này. Giá là 580.000 một bộ nhé. Đấy, đầu 13 ly, Detto logo dập nổi như này cho em này. Đấy, con này nó sẽ có mã là DKID710B. Đấy, công suất là 710W nha, 13 ly nhưng mà nó vẫn có cái điểm gà này này. Nếu mà các bác làm việc ở trên cao thì rất là thuận tiện. Đấy, có múa nhá, có múa để các bác có thể khoan từ được luôn. Giá là 580.000 một bộ nhá. Máy khoan Detto 13 ly. Tiếp theo thì là em sẽ chi tiết tới các bác là một số các sản phẩm máy cắt cầm tay của Detto. Đây, đây là máy sử dụng điện nhá. Máy sử dụng điện của Detto này. Đây, cái mã này là máy cắt cầm tay. Riêng về máy điện nào, máy mài điện của Detto thì là em sẽ có mã là máy có chỉnh tốc hoặc là không có chỉnh tốc. Đây, cái mã này là không có chỉnh tốc này các bác này, mã này không có chỉnh tốc. Đấy, hàng Detto logo dập nổi luôn nhá, hàng chính hãng như này. Cái mã này thì công tắc của nó sẽ ở dưới đuôi như này, chúng ta gạt đuôi và công suất là 950W nhá. Cái này các bác gọi cho em là máy mài của Detto, mã không có chỉnh tốc nhá. Công tắc gạt đuôi này, giá 560.000. Phụ kiện đi theo sẽ có tay cầm, tay mở và ốp bảo vệ lưỡi đỉnh cho các bác này. Có phiếu bảo hành và tặng kèm thêm một đôi chổi than nhé. Đấy, giá là 560.000. Cái mã này là công tắc đuôi này. Các bác phải chọn là công tắc đuôi hoặc là công tắc cạnh nha. Đây, cái này công tắc cạnh này. Đấy, nhưng mà công tắc cạnh này là nó có chỉnh tốc nhá. Này, có chỉnh tốc. Công tắc cạnh là nó sẽ có mã có chỉnh tốc hoặc là không chỉnh tốc. Nếu như mà các bác lấy cái mã mà không chỉnh tốc ấy thì giá là chỉ có 560 thôi. Nhưng mà xa đến cái mã chỉnh tốc thì nó sẽ đắt hơn. Đấy, mã chỉnh tốc là 700. Các bác mua máy mài thì bao giờ những cái mã mà nó có điều chỉnh tốc thì cái giá thành của nó cũng sẽ bao giờ cao hơn. Nhưng mà các bác sử dụng nó sẽ tiện nhé. Đấy, nó có chỉnh tốc được 6 tốc độ này. Cái mã này các bác gọi cho em là máy mài chỉnh tốc của Detto xương ngắn nhé. Công tắc cạnh này. Giá là 700.000. Đây, các bác có điều tốc ở dưới này. Công suất của cái mã này sẽ là 1.100W nhé. Giá là 700.000. Đấy, còn cái mã mà không có chỉnh tốc ý, thì giá chỉ có 560 thôi. Nó sẽ không có chỉnh tốc ở đuôi. Và công suất của nó sẽ là 950W. Đấy, cái mã chỉnh tốc chui ngắn này có chỉnh tốc nó sẽ, công suất nó sẽ mạnh hơn là cái máy không chỉnh tốc nhá. Đấy. Tiếp theo thì máy này máy chui dài nữa này các bác này. Đây là máy mài chui dài này. Đấy. Đây là máy chui dài nhá. Đấy, riêng về máy Detto chỉnh tốc là em sẽ có 2 mẫu đấy ạ. Mẫu chui ngắn và mẫu chui dài. Mẫu chui ngắn thì sẽ là công tắc cạnh, còn riêng về chui dài thì sẽ là công tắc bót nha các bác nhá. Đấy, chui dài sẽ là công tắc bót như này. Đây là máy chui dài này các bác này. Chui dài có chỉnh tốc thì cái phần chỉnh tốc của nó sẽ nằm ở trên lưng như này nhá. Đấy, nó sẽ nằm trên lưng như này. Đấy, chui dài là các bác sử dụng công tắc bót như này. Chổi than bên ngoài này. Các bác có thể là tự thay tha rất là đơn giản nhá. Giá là 700.000 nhá. Cái mã này các bác gọi cho em là máy chỉnh tốc chuôi dài của Detto, giá 700.000. Công suất là 950W nhá. Con này có model là DKAG950S. Đấy, giá là 700.000. Và đặc biệt là hôm nay mà các bác mua bất kỳ là máy cắt điện cầm tay, em sẽ để tặng các bác thêm một cái nữa này. Giá là 50.000 đồng nhá. Đấy, đấy là sản phẩm của Detto. Còn nếu như mà các bác muốn giá hợp lý hơn ý, thì các bác lấy cái con máy màu đỏ này cho em. Cái con máy màu đỏ này em còn mấy bộ nữa. Đấy, cái trước là giá của nó là 450, nhưng mà hôm nay em còn ít quá, nó không đủ hàng để gửi đâu, nên là em sẽ thanh lý nha. Thanh lý cái mã này cho nó nhanh này. Mã này các bác gọi cho em là máy mài. Đấy, máy mài chui dài màu đỏ nhá. Con này công suất 500W này, công suất cực luôn, 500W nhá. Em thanh lý các bác giá là 380.000 một bộ. Đấy, các bác gọi cho em là máy mài thanh lý máy chui dài màu đỏ ấy. Giá 380.000. Đấy, hàng dây đồng ruột dài nhá. Cái này hàng chính hãng, bảo hành các bác là hàng chính hãng. Dây đồng ruột dài của thai bên ngoài này, công tắc bóp chuôi này. Giá là 380.000, miễn phí ship nguyên hộp này. Đấy, tay cầm tay mở ốp bảo vệ lưỡi đầy đủ cho các bác. Ngoài ra là em sẽ tặng thêm các bác một cái tất gạch trị giá 50.000 nữa. Đấy, giá rất là hời luôn đấy. Cái này em còn 3 hay là hình như còn 3 hay 4 cái thôi. Giá 380.000 thôi nhá. Đó. Tiếp theo này, đây là máy pin nhá. Đây là máy pin của Detto. Đây. Đây là máy bu lông thôi nhá, bu lông này. Đấy, bu lông của Detto nhá. Để em sẽ mở cho các bác coi tham khảo về cái mẫu này. Cái mẫu này thì nó sẽ có cái bộ là hộp của nó sẽ là hộp giấy nhá. Đấy, cái cái hộp của nó sẽ là hộp giấy. Và trong này bên này nó sẽ có nguyên bộ này cho các bác này. Đây, bu lông của Detto nhá. Cái này nó sẽ có bao gồm này, một thân máy này. Đấy, thân máy là bu lông. Đấy, bu lông 1/2 bu lông đặc nhá, bu lông đầu đặc. Đấy, thêm là một quả pin như này nhá, một quả pin 10 cell này, một cái sạc này. Đấy, và tặng các bác là một cái đầu chùm vít như này. Thì cái đầu máy của nó là đầu bu lông đặc, đây là các bác sẽ được tặng một cái đầu chùm vít. Đấy, đây, hàng Detto chính hãng này các bác này. Đó, đây, cái này thì các bác xài thì tuyệt quá ông mặt trời luôn ạ. Đấy, rất là mạnh nhá, có điều tốc luôn ạ. Đây nhá, đây là bu lông pin của Detto. Đó, giá là 1.950.000 nhé, 1.950.000 một bộ. Đấy, hàng logo dập đổ này cho em, có một thân máy, 2 pin với một sạc. Đó, giá là 1.950.000 nha các bác nhá. Các bác gọi trên là bu lông pin của Detto cho em. Đấy, thì là có rất là nhiều mã nên là khi các bác đặt hàng các bác nhớ là đọc tên mã sản phẩm giúp cho em nhá. Đây là máy thổi bụi của Detto này các bác này. Đấy, thổi bụi của Detto. Thổi bụi của Detto thì nó sẽ có tặng kèm các bác là một túi đựng bụi này, một ống thổi này, và đây là máy nhé. Đấy, cực kỳ là đẹp và chắc chắn luôn. Đấy, cái này các bác sử dụng để thổi bụi. Đấy, logo dập tối hết này các bác này. Đấy, đây. Máy của Detto này thì công suất của nó sẽ là 750W nha. Đó, giá là con này giá của nó sẽ là 450.000 nhá. Đấy, 450.000 một máy này. Mẫu mã rất là đẹp luôn các bác nhá. Các bác gọi cho là thổi bụi điện của Detto, giá 450.000. Detto này. Còn đây là sản phẩm thân máy nhá. Thân máy của Detto này. Đây là thân máy 13 ly. Đấy, đây là thân máy đầu kẹp 13 ly này các bác này. Đấy, cái thân này thì các bác xài thì ok này. Đấy, cái thân máy này nó sẽ được tặng kèm theo một cái tay cầm luôn nhá. Thân máy đầu 13 ly nhá. Đầu 13 ly này. Đấy, 3 chức năng luôn nhá. Chạy chân đi phổ thông này. Giá cho thân máy này sẽ là 1.350.000. Đây, không có theo pin nhá các bác. Cái này nó chỉ có thân máy thôi, pin là các bác phải mua riêng. Một quả pin này là 700.000. Đấy, còn cái thân máy này sẽ là 1.350.000 nhá. Đấy, cái này các bác xài thì tuyệt vời luôn. Đấy, 1.350.000 một thân máy 13 ly của Detto. Các bác gọi cho em là thân máy pin 13 ly của Detto, thân 3 chức năng nhá. Chân pin phổ thông, đấy các bác sử dụng những cái sản phẩm mà chân pin phổ thông thì nó rất là tiện. Ngày mai các bác về các bác đặt pin sạc những cái mẫu mà chân pin phổ thông là các bác lại dùng chân pin được luôn. Đấy, giá thì rất là hợp lý cho các bác nhà mình luôn. Tiếp theo là em sẽ chi tiết tới máy bê tông này. Đây nhé. Đây là bê tông 3 chức năng. Cái này hàng Detto chính hãng nhá. Với cái sản phẩm này là hôm nay sẽ có mức giá là 1.150.000 thôi. Các bác sẽ có nguyên bộ này nhá. Nguyên bộ sản phẩm này. Đấy, nó sẽ có một cái hộp nhựa như này luôn. Có một cái hộp nhựa cho các bác nhá. Đấy, hộp nhựa này, logo dập nổi này. Bên trong này nó sẽ có đầy đủ nhá. Đầy đủ bộ phận cho các bác. Và các bác chỉ cần sử dụng thôi. Đấy, nó sẽ có một máy này. Đây, 2 mũi khoan nhá. Và 3, em xin tôi 3 mũi khoan nhá, 3 mũi khoan và 2 mũi đục nhá. Một đôi chổi than này. Đấy, có phiếu bảo hành chính hãng cho các bác luôn. Đây là máy bê tông 3 chức năng thôi nhá. Bê tông 3 chức năng này, có đảo chiều này, Detto logo dập nổi này, đầu gài nhá. Đầu mũi khoan 2-26 các bác nhá. Đầu mũi khoan 2-26. Đấy, giá là 1.150.000, công suất là 1050W này. Đấy, các bác nhìn thấy cái mẫu mã của nó chưa? Đấy, mẫu mã của nó rất là đẹp nhá. Mẫu mã cực kỳ là đẹp và chắc chắn. Đấy, giá là 1.150.000 một bộ nha. 1.150.000. Đấy, các bác nhìn thấy cái mẫu mã của nó chưa? Đấy, ok lắm. Đây, hàng Detto chính hãng luôn nhá. Giá là 1.150.000 thôi ạ. À. Đấy, hàng cực kỳ là chất lượng. Cái này là hàng chính hãng thì bao bền, bao rẻ cho các bác luôn. Để em bao giá toàn quốc cho các bác nhá. Tiếp theo thì đến cái sản phẩm này nữa. Đây vẫn là hàng của Detto này các bác này. Đấy, Detto là bên em có rất là nhiều mã nhá. Đây là thân máy mài này. Đấy, thân máy mài của Detto đây nhá. Cái này là máy cắt cầm tay. Đấy, cái này thân máy coi nhá. Thân máy này, đi theo là có tay cầm này. Đấy, tay cầm, tay mở này. Đấy, và ốp bảo vệ như này. Rồi xong. Đây, cái thân máy này thì sẽ có mức giá là 1.050.000 thôi nhá. Đấy, chạy chân pin phổ thông như này này. Đấy, các bác cứ lấy thân máy là cứ mua những cái thân chân pin phổ thông như này, dài rất là bền. Được lẫn ở lượng ngoài pin 100. Đấy, giá là chỉ có 1.050.000 một thân máy thôi, chưa có bao gồm pin nhá. Nếu bác làm mà chưa có pin là các bác nhớ phải mua thêm pin để các bác mới sử dụng được đấy ạ. Còn đây là máy cắt gạch ạ. Đây là máy cắt gạch của Detto nhá. Máy cắt gạch của Detto này đây. Đấy, máy cắt gạch thì nó sẽ có nguyên bộ như này. Có một có tay mở này. Đấy, cái này về là các bác cứ thế là các bác mua để cắt là các bác sử dụng được thôi. Đây, máy cắt gạch của Detto công suất sẽ là 1.400W, vòng tua là 12.500 vòng trên 1 phút. Đấy, các bác sử dụng lưỡi cắt phi 110 cho em. Đây, cực kỳ là đẹp và chắc chắn luôn nhá. Máy cắt gạch của Detto giá là 750.000 thôi nhá, giá 750.000. Đấy, tiếp theo là em sẽ chi tiết tới các bác này. Nếu như mà những cái khoan mà 13 ly các bác muốn giá hợp lý thì là các bác lấy cho em cái khoan Zetlub này nhá. Đấy, khoan Zetlub. Cái này em còn sốt kho, em trước nó còn sốt kho là vẫn còn 1-2 cái nữa. Bác là trước cái mã này thì nhanh tay cho em này, vì là còn có 1-2 cái nữa thôi các anh nhá. Bây giờ nếu như mà cái giá đầu vào bây giờ ấy, nếu như mà các bác mua giá hiện tại bây giờ nó phải tầm 580. Nhưng mà tại vì là cái này bên em bị sốt kho ấy, rồi bị sốt kho một thùng ấy, nên là em vẫn để các bác cái giá cũ ấy. Cái giá cũ thì em vẫn để các bác giá là 500.000 thôi. Đấy, 500.000 thật sự thì bây giờ nó không có bằng cái giá nhập đầu vào đâu. Đầu vào bây giờ nhập nó phải 500 mấy rồi. Hàng Zetlub nha. Dây đồng rồi dài. Đấy, các bác nhìn này. Đẹp và chắc chắn cực kỳ luôn. Đấy, 500.000 nhá. Đây. Đấy, đây này, model này. Công suất 750W nhá. Đầu 13 ly này, có búa luôn này. Đó. Giá là 500.000 đồng. 500.000 đồng nha. Miễn phí ship. Đấy, giá này là theo giá hiện tại mà nhập vào là sẽ lỗ vốn rất là nhiều luôn đấy. Em còn muốn 2 bộ nữa thôi nhá, các bác nhanh tay nhá. Tiếp theo đến cái sản phẩm này nữa này. Đây là cưa xích của Detto, cái xích pin nhá các bác. Đấy, nó sẽ có nguyên hộp như này. Đấy, có một cái hộp đựng như này. Đây. Đó, phụ kiện đi theo đầy đủ này. Một lam này. Đấy, lam xích nhá. Cái này chưa có pin nhá các bác, chưa có theo pin nhá. Có lam xích này, tay cầm này. Đấy, đây. Cái lam này khá dài nha các bác. Đấy, khá dài luôn đấy. Thân máy này. Đây. Đó. Chân pin phổ thông luôn. Và các bác lắp đặt lại nhá, giá là 1.150.000. Đấy, nguyên hộp như này. Chỉ có thân máy thôi, chưa có pin nhá. Chưa có pin, các bác phải mua thêm pin về các bác mới sử dụng được nhá. Đấy, giá là 1.550.000. Các bác gọi cho em là thân máy cưa xích pin của Detto nhá. Đấy, tiếp theo này, đây là sản phẩm của Hukan này các bác này. Đấy, đây là Hukan, cái này Hukan pin tròn nhỏ gọn nhá. Cái này pin của nó là pin 4 cell. Đấy, pin 4 cell. Đấy. Cái con này thì giá sẽ là 700.000, có đèn báo pin nhá. Đấy, cái đèn nét của nó cực sáng. Đầu auto lock 10 ly nhá. Con này giá 700.000 em để các bác giá cũ đấy. Còn bây giờ giá mới trên thị trường là nó phải lên 750 hết rồi. Vì là trong kho của em cái dây cũ nó vẫn còn sót một ít, cho nên là em mới chi ân các bác giá là 700.000. Còn đợt sau này chắc là nó sẽ phải tầm 750-800 nhá. Đấy, giá có 700.000 bộ thôi. Nếu như mà bác nào cần một con máy nhỏ gọn nhẹ nhàng để bắn vít hàng siêu khỏe thì các bác lấy cái mã này cho em. Giá là 700.000, máy 2 chức năng nhá. Siêu khỏe thôi, các bác là siêu khỏe. Đầu auto lock 10 ly, máy chạy động cơ từ không than nhá. Giá là 700.000, giá bán đi và có phụ kiện nhá. Đấy, theo bộ phụ kiện thôi, hai đi chi tiết này cho em. Giá chỉ có 700.000 thôi. Bao ship cho các bác. Đó. Tiếp theo thì đây là sản phẩm máy bê tông của Sai Kio. Đấy, các bác nhìn thấy mẫu Sai Kio này. Đấy, Sai Kio này thì em chia các bác giá cực kỳ hợp lý nhá. 999.000 một bộ. Đấy, cái này hàng chính hãng. hiệu Nhật giá 999 một bộ này. Các bác sẽ có nguyên bộ sản phẩm này, nó sẽ có máy này, 2 mũi đục và 3 mũi khoan đi kèm. Đấy, hàng chính hãng, dài cực kỳ là ok. 2 mũi đục này, 3 mũi khoan đây, máy này. Đấy, cái màu nó đẹp lắm, màu xám pha đen này các bác nhìn này, 3 chức năng, có đảo chiều nhé. Cái này máy 2-26 nha, đồng một khoan đầu gài, công suất 1050W này. Nguyên bộ cái này giá chỉ có là 999.000 thôi ạ. 999.000 thôi, ship hoàn toàn luôn nhá. Đây là máy thổi bụi của Kenmark này, hàng chính hãng luôn. Đấy, em thanh lý các bác giá là 350.000 thôi. Đấy, siêu mềm, giá siêu mềm luôn. Đấy, kèm theo này, một ống thổi này, một túi đựng bụi này. Đấy, máy đây nhá. Công suất của máy này sẽ là 600W. Đấy, hàng Kenmark chính hãng thì là bảo hành các bác đó là hàng chính hãng, dây đồng ruột dài cho các bác, xài cực kỳ là ok. Giá chỉ có 350.000 thôi. Đấy, quá là rẻ luôn. 350.000, bảo hành chính hãng cho các bác nhá. 350.000 là được bao ship luôn rồi. Đó. Tiếp theo thì là đây là cái sản phẩm bơm chân nhá. Cái này bơm đạp chân này các bác này. Cái này bơm đạp chân nhá. Giá 180.000 nhá. Giá 180.000. Đấy, các bác sử dụng dễ lắm. Về các bác chỉ cần mở cái lấy chốt này ra thôi là các bác sử dụng được rồi nhá. Đấy là có cái chốt này. Đấy. Giá 180.000 nhá. Các bác có thể là để trong cốp xe, đi đâu cũng rất chi là tiện. Đấy, giá 180.000 thôi. Bao ship cho các bác nhá. Đấy, các bác bơm xe máy, bơm xe đạp. Giá cực kỳ là hợp lý nhá. Đấy. Tiếp theo là đây là sản phẩm máy thổi bụi nhá. Bụi pin này. Đấy, em có thổi bụi pin rồi thổi bụi điện nhá. Thổi bụi pin thì em có thân máy này. Đấy, thân máy này em thanh lý các bác giá cực bèo luôn. Đấy, cái thân máy này thì nó sẽ có là ống thổi này và túi đựng bụi cho các bác thôi. Thân máy này. Đấy, em thanh lý là giá là 400.000 một thân máy thôi nhá. 400.000 một thân máy của một pin. Chân pin phổ thông này. Các bác cứ dùng những cái quả pin như này này. Đấy. Siêu mạnh luôn nhá. Là chỉ có thân máy thôi. Các bác mà có pin rồi thì các bác mua thân máy nhá. Còn chưa có pin là các bác phải mua thêm pin sạc nữa. Giá có 400.000 thôi. Đấy, dùng rất là bền luôn. Các bác là chưa có pin thì các bác phải mua pin cho em nhá. Đấy, đây là máy mài mỹ nghệ này. Mài mỹ nghệ theo phụ kiện 100 món này. Giá 530.000 nhá, miễn phí ship. Đấy, em vừa giới thiệu các bác rất là nhiều các sản phẩm điện máy giá rẻ, hợp lý nhất. Đấy, các bác quan tâm cần đến cái mẫu nào thì liên hệ bên em nhé. Em xin được kết thúc tạm dừng video. Xin cảm ơn, xin chào và tạm biệt tất cả các bác ạ.